Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin trưa ngày 6 tháng 10 năm 2024. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Inter Miami thắng nhọc. Sau khi chính thức vô địch Supporters Shield, Inter Miami tiếp tục đặt mục tiêu giành chiến thắng ở hai trận đấu còn lại ở MLS. Thưa quý vị, trận đấu còn lại đầu tiên trước Toronto, huấn luyện viên Martino quyết định cất toàn bộ dàn sao lên băng ghế dự bị, gồm Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez và cả Messi. Inter Miami thi đấu nhỉnh hơn đối thủ khi chiếm hơn 50% tỷ lệ kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Toronto là đội đã tạo ra được nhiều cơ hội hơn với 11 cú dứt điểm, trong khi đội bóng của Messi chỉ có duy nhất một tình huống dứt điểm. Tuy nhiên, trong 45 phút đầu tiên, bàn thắng không xuất hiện. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Inter Miami thi đấu tốt hơn và tạo ra được những cơ hội. Đến phút 61, những con bài chiến lược đã được huấn luyện viên Martino sử dụng. Busquets và Messi được tung vào sân và sau đó 10 phút, Luis Suarez cũng đã xuất hiện. Tuy nhiên, Toronto không dễ dàng bị đánh bại khi họ vẫn đứng vững trong suốt quãng thời gian thi đấu chính thức còn lại. Và bất ngờ chỉ xảy ra ở phút 90+3, Inter Miami sau tình huống tranh bóng thành công thì bộ đôi Capana và Luis Suarez phối hợp trước khi tiền đạo người Uruguay tung ra đường truyền quyết định để Capana lập công. Một cú vô lê chuẩn xác nhưng cũng vừa đủ để mang về chiến thắng cho các cầu thủ Inter Miami 1-0. Với chiến thắng này, Miami tiếp tục chính thức có 71 điểm sau 33 vòng đấu. Mục tiêu của Messi và đồng đội là thắng trận đấu cuối cùng để phá kỷ lục về số điểm cao nhất trong một mùa giải tại MLS là 73 điểm. Chớ trêu thay, đội đang nắm kỷ lục này lại là New England và họ cũng chính là đối thủ cuối cùng của Inter Miami. Dani Carvajal chấn thương rợn người. Hậu vệ của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha, Dani Carvajal có thể sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải này vì chấn thương khá nghiêm trọng gặp ở chiến thắng trước Villarreal tại vòng 9. Ở trận đấu tại Santiago Bernabeu dạng sáng nay, Real Madrid đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Vinicius và Valverde. Giành trọn vẹn 3 điểm nhưng thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti không được hưởng niềm vui trọn vẹn vì chấn thương khá nặng của Dani Carvajal trong quãng thời gian bù giờ. Ở phút 90+2, trong một tình huống tranh chấp với Pino, Dani Carvajal đã va chạm rất mạnh và nguy hiểm với cầu thủ của tàu ngầm vàng. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã vung chân cản phá khiến cho đầu gối của anh đập mạnh vào đùi của cầu thủ người Tây Ban Nha. Ống kính máy quay cho thấy Dani Carvajal gần như bị bẻ cong vì pha va chạm rợn người này. Sau khi va chạm với Pino, Dani Carvajal đã la hét rất to và nằm sân đầy đau đớn. Nhờ sự trợ giúp của các đồng đội, cựu hậu vệ của Leverkusen đã cố gắng đứng dậy nhưng không thể. Ngay sau đó, hậu vệ cánh 32 tuổi được đưa rời sân bằng càng cứu thương. Rời Santiago Bernabeu, Dani Carvajal được đưa thẳng đến bệnh viện trên xe cứu thương. Trong cuộc phỏng vấn sau trận, huấn luyện viên Carlo Ancelotti xác nhận Dani Carvajal bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Ngay trong tối qua theo giờ địa phương, Carvajal đã được kiểm tra thêm để xác định rõ tình trạng. Và sáng nay theo giờ địa phương, Los Blancos sẽ công bố chi tiết về tình hình chấn thương của Dani Carvajal. Theo tờ Marca đưa tin, phòng thay đồ của Real Madrid đang rất lo lắng cho Carvajal. Còn theo tờ AS, tuyển thủ Tây Ban Nha có thể sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. Đây là tổn thất quá lớn đối với Real và đội tuyển Tây Ban Nha. Ramsdale bật khóc trong ngày trở lại. Aaron Ramsdale đã xúc động đến rơi nước mắt sau khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ Arsenal khi anh lần đầu tiên trở lại sân Emirates vào tối 5 tháng 10 vừa qua. Ramsdale đã gia nhập Southampton theo hợp đồng trị giá 25 triệu bảng vào mùa hè, chấm dứt 3 năm gắn bó ở Ballon d'Or. Cựu cầu thủ của Arsenal đã thi đấu tổng cộng 89 trận cho pháo thủ, nhưng đã quyết định rời đội để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn khi đã bị David Rea vượt mặt trong thứ tự ưu tiên của Mikel Arteta. Tuy nhiên, anh vẫn là cầu thủ được yêu thích tại câu lạc bộ cũ và trong lúc khởi động trước trận đấu, Ramsdale đã không thể kìm nén được cảm xúc, anh rơi nước mắt. Sau khi được chào đón nồng nhiệt bằng những tràng pháo tay, những tiếng cổ vũ rầm rộ, hình ảnh Ramsdale đầy cảm xúc dùng găng tay lau nước mắt đã được ghi lại. Trước đây, từ khoác áo Bournemouth và Sheffield United, Ramsdale chỉ ra sân 6 trận tại Premier League mùa giải trước. Nhưng ở mùa giải này anh luôn có mặt cho đội hình chính của Southampton. Thực tế, thủ thành 26 tuổi này đã ra sân cả 5 trận ở ngoại hạng Anh của Southampton từ đầu mùa. Ramsdale chia sẻ rằng anh quyết định chuyển đến câu lạc bộ mới vì không muốn giành danh hiệu khi chỉ ngồi trên băng ghế dự bị. Nếu tôi chỉ cần ngồi trên băng ghế dự bị, việc giành một danh hiệu cũng không có nhiều ý nghĩa với tôi. Tôi chỉ muốn được chơi bóng. Khi còn nhỏ, tôi muốn chơi bóng để được thi đấu, chứ không phải chỉ ngồi trên băng ghế dự bị. Mục tiêu của tôi là được ra sân thi đấu và tôi may mắn khi đã tìm được vị trí của mình ở đây. Trong khi đó, huấn luyện viên Arteta tiết lộ rằng ông đã gọi điện cho Ramsdale sau khi thỏa thuận chuyển nhượng được hoàn tất, đồng thời ca ngợi anh vì đã giành được sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ ban huấn luyện cũng như các đồng đội. Anh ấy là một cầu thủ mà chúng tôi rất yêu quý,
rất cá tính và thực sự đã để lại dấu ấn tại câu lạc bộ này bằng cách anh ấy đã thể hiện. Sẽ rất tuyệt nếu như được gặp anh ấy. Bruno sốc nặng với MU. Bruno Fernandes đã sốc trước quyết định chấp thuận chuyển nhượng của Manchester United vào mùa hè trong một đánh giá mang tính đầy chỉ trích. Một số cầu thủ của Manchester United đã rời Old Trafford vào mùa hè này khi mà đội hình có những thay đổi lớn. Những cầu thủ như Scott McTominay, cầu thủ đang gây ấn tượng rất mạnh ở Ý, Mason Greenwood, Wan-Bissaka và cả Kambala đều đã rời câu lạc bộ. Chưa kể đến trường hợp của Oidele, người đã trưởng thành từ học viện trẻ của MU. Những cầu thủ 19 tuổi này đã rời đi mà không chơi một trận đấu chuyên nghiệp nào cho câu lạc bộ. Theo lời của người quản lý đội, Oidele đã gia nhập câu lạc bộ Vasa theo một bảo đồng dài hạn. Điều này khiến cho Bruno ngạc nhiên. Ông chủ Leza Goncalo Feio đã liên lạc với người đồng hương của mình để hỏi về Oidele khi câu lạc bộ đang theo đuổi cầu thủ tuổi teen đầy triển vọng này. Sau trận đấu với Gonic, tôi đã nói rằng chúng ta đang đối phó với một cầu thủ mà sớm muộn gì cũng sẽ góp mặt cho đội hình của đội tuyển Ba Lan. Tôi không biết anh ấy sẽ được triệu tập vào đội tuyển quốc gia chỉ 2 ngày. Chất lượng của những pha bóng, tính cách, khả năng giữ bóng, những lựa chọn, thời điểm đưa ra quyết định, chơi một chạm, thay đổi trung tâm. Và trong chuộc trò chuyện với Bruno Fernandes, Feio tiết lộ, không phải ngẫu nhiên mà khi chúng tôi nói chuyện với Bruno Fernandes, anh ấy nói rằng đã rất sốc khi Man United để Uidele ra đi, bởi vì anh ấy đã chơi rất tuyệt cho giai đoạn tiền mùa giải với Manchester United. Mức độ chơi của anh ấy cũng liên quan đến số lần giành chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi ở khu vực trung tâm. Sự trưởng thành về thể chất, kỹ năng vận động và khả năng sử dụng cơ thể của anh ấy đều ở mức rất cao. Mặc dù tôi biết rằng người hâm mộ và có lẽ là các bạn, các nhà báo thích nhất là những gì mà anh ấy làm với quả bóng. Oidele đã mang đến cho chúng ta sự hiện diện về mặt thể chất cực kỳ lớn ở hàng tiền vệ. Sau đó ông kết luận, đây là một yếu tố khá quan trọng trong bóng đá ngày nay. Phong độ của Oidele phần lớn là nhờ vào những cầu thủ xung quanh anh ấy, những người tin tưởng anh ấy và cho phép Oidele thể hiện mình từ một đội bóng tốt như vậy. Nhiệm vụ của chúng tôi là duy trì sự phát triển của anh ấy như thế này. Bóng đá Ba Lan có thể có rất nhiều niềm vui từ cầu thủ này. Oidele sinh ra tại Manchester, có mẹ là người Ba Lan và cha là người Nigeria. Phong độ ấn tượng tại Leja đã giúp anh bất ngờ được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Ba Lan cho các trận đấu sắp tới tại Nations League, bao gồm trận đấu với cả Bồ Đào Nha, nơi anh có thể sẽ đối đầu với Bruno Fernandes. Arne Slot lập kỷ lục ở Liverpool. Arne Slot đã trở thành huấn luyện viên đầu tiên của Liverpool thắng 9 trong 10 trận đầu tiên dẫn dắt câu lạc bộ. Không ít chuyên gia lo ngại Liverpool sẽ xuống dốc và cần một vài năm để xây dựng lại sau khi chia tay tượng đài Jurgen Klopp. Nhất là khi họ bổ nhiệm huấn luyện viên ít tên tuổi Arne Slot ngồi vào vị trí ghế nóng. Tuy nhiên, trái ngược với những lo lắng ban đầu, The Kop đã khởi đầu ấn tượng dưới triều đại của huấn luyện viên người Hà Lan. Sau 10 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa, Liverpool đã thắng tới 9. Trận duy nhất đội bóng vùng Merseyside rơi điểm là cú ngã bất ngờ và sốc trước Nottingham Forest vào giữa tháng. Nhưng đó chỉ được coi là tai nạn thôi, vì thầy trò huấn luyện viên Slot đã trở lại mạnh mẽ và thắng 6 trận liên tiếp gần đây. Gần nhất, Liverpool thắng Crystal Palace 1-0 tại vòng 7 Premier League nhờ bàn thắng quyết định của Diogo Jota. Nhọc nhằn giành được 3 điểm tại Selhurst Park, nhưng từng đó cũng là đủ để The Kop bảo toàn ngôi đầu trước kỳ nghỉ quốc tế vào tháng 10. Với Arne Slot, khởi đầu ấn tượng này đã giúp ông lập kỷ lục ở Liverpool. Cho tới lúc này, nhà cầm quân Nga Lan đã trở thành huấn luyện viên duy nhất trong lịch sử của Liverpool thắng 9 trong 10 trận đấu đầu tiên dẫn dắt câu lạc bộ. Ngay cả người tiền nhiệm Jurgen Klopp cũng không thể đạt được thành tích ấn tượng như Slot. Sau 2 tuần nhường chỗ cho loạt trận quốc tế, Liverpool sẽ trở lại thi đấu vào ngày 20 tháng 10. Họ sẽ gặp đối thủ rất khó, Chelsea. Vào tuần kế tiếp, họ sẽ đại chiến với Arsenal. Hai trận cầu đinh này sẽ là bài test kiểm chứng cho The Kop có thực sự là ứng viên đua vô địch mùa giải này hay không. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVS Vlogs.